Thưa quý vị và các bạn, so với thế hệ cha anh trước đây thì thế hệ trẻ ngày nay đã tự tin cũng như là năng động hơn rất là nhiều, tiếp thu những cái mới, nhạy bén hơn, và cũng chính vì vậy thì nhận thức về lý tưởng và giá trị xã hội cũng cởi mở, thiết thực cũng như là phù hợp hơn với xu thế phát triển của đất nước cũng như thời đại. Tuy nhiên cùng với đó thì chúng ta cũng đang phải chứng kiến những sự việc như là biểu hiện của tình trạng rối loạn về chuẩn giá trị. Năm 2015, khi mà đứng trước tòa thì hai thanh niên làng vẫn phân bua không hề biết người yêu phổng phao cao tới 1m7 của mình mới chỉ là bé gái 12 tuổi. Chưa kể sau nhiều lần cùng bạn trai đầu ăn trái cấm thì cô bé còn bạo gan chủ động mời bạn trai thứ hai vào phòng ngủ với em cho vui. Chi tiết ra sao thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi ngay sau đây. Ông nội của bị hại, tóc đã bạc, một mình lầm lũi bắt xe hơn 50 km đến dự phiên tòa với tư cách là đại diện hợp pháp của cháu gái. Ông kể bé Bùi Phương Loan sinh năm 2002 từ nhỏ đã ở với ông bà. Người ông kể rằng con bé rất nhanh nhẹn phổng phao, cao gần 1,7 mét, nên nhìn bề ngoài không ai nghĩ nó mới hơn 12 tuổi. Cũng tại cả bà nhà tôi, biết chuyện nhưng cứ giấu. Đến khi quả bom nổ như sét đánh giữa trời thì đã muộn. Theo hồ sơ vụ án, một đêm cuối tháng 12 năm 2014, Nguyễn Thủ Hoành, sinh năm 1990, ngụ tại xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, nhắn tin điện thoại cho bé Loan rủ đi chơi. Đi bộ đến điểm hẹn là khu vực chợ bò của xã. Bé gái nhắn hỏi, anh đang ở mô đó. Được trả lời, anh đang ở nhà thu thuế chợ bò. Liền nói, chờ đó để em lên. Khoảng 5 phút sau, bé gái đạp xe đến. Cả hai đi vào khu vực nhà thu thuế bò tâm sự. Hoành đã ép bé gái giao cấu. Đang hành sự thì có ánh đèn dọi vào. Cả hai đứng dậy bỏ chạy. Sau lần đó, Hoành nhắn tin đòi Loan cho quan hệ tình dục, nếu không sẽ lu loa cho người biết chuyện. Bé gái chấp nhận. Mỗi lần Hoành nhắn tin rủ dê, lại tìm mọi cách trốn ông bà nội, bỏ đi chơi với Hoành và làm chuyện người lớn. Được một thời gian, nạn nhân chia tay Hoành và quen với Bạch Sĩ Mạnh, sinh năm 1994, ngụ cùng xã. Khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 3 năm 2015, Mạnh chở một bé gái khác đi xe máy đến chơi ở huyện Nam Đàn. Vừa đến nơi thì nhận được điện thoại của Loan, bảo đến đón đi chơi vì sợ nhóm bạn trong làng chở đi đập đá, chơi ma túy đá. Mạnh từ chối, trời mưa và đi xa, anh không về, rồi tắt máy. Bé Loan tiếp tục gọi điện thoại khóc lóc, đòi thanh niên này về chở đi. Mạnh mùi lòng, chở cả cô bạn đang đi cùng về đón Loan. Cả ba đang đi chơi gặp trời mưa to, ghé vào một quán hàng tạp hóa đã đóng cửa, vì Loan nói đó là quán người quen. Đến đây, Loan nói Mạnh chở cô bạn kia về trước, rồi cả hai quay lại quán tạp hóa đứng nói chuyện. Thấy trời khuya, Mạnh nói bé gái vào nhà người quen ngủ để mình về. Tuy nhiên, cô bé lại rút chìa khóa mở quán, rủ thanh niên này ở lại nói chuyện cho vui. Đến gần 23 giờ đêm, bé gái nhờ Mạnh chở mình ra nhà nghỉ rồi hãy về. Đến nơi, lại nói thanh niên này đứng chờ ở bên ngoài xem có phòng không. Vì không có tiền nên bé gái để lại điện thoại cho chủ nhà để thuê phòng và trở ra nói với Mạnh đã thuê được. Thanh niên này quay xe định về, nhưng Loan rút chìa khóa xe, nài nỉ anh vào phòng ngủ với em cho vui. Cầm chìa khóa đi vào phòng để bạn trai cùng vào. Tại đây, bé gái 12 tuổi táo bạo, tự nguyện trao thân cho anh trai làm. Sau sự việc, ông bà nội Loan định giải quyết nội bộ, không muốn tiếng xấu đồn xa, ảnh hưởng đến tương lai của cháu gái. Nhưng bố của bé Loan hay tin đã vội mượn tiền đặt vé máy bay về để tố cáo hai thanh niên hại đời con mình. Khuyên can con trai rút đơn không được. Cuối cùng, ông nội của bé Loan đành phải đi hầu kiện thay con đã trở lại miền Nam. Tại phiên tòa ngày 19 tháng 8 năm 2015, hai bị cáo đều khai do thấy bị hại phổng phao cao lớn nên không nghĩ là chưa đầy 13 tuổi. Theo kết luận của cơ quan điều tra, cũng như lời khai của Hoành, bị cáo này đã 6 lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với bị hại. Xét mức độ phạm tội của từng bị cáo, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thủ Hoành 12 năm tù giam, buộc phải đền bù cho bị hại 8 triệu đồng. Bạch Sĩ Mạnh 3 năm tù giam, bồi thường cho bị hại 5 triệu đồng. Kết thúc phiên tòa, ông nội bị hại lại lặng lẽ, một mình lủi thủi ra về. Người ông mệt mỏi tâm sự. Sau sự việc, ông bà đã phải trả bé Loan vào miền Nam cho bố mẹ. Nhưng mẹ Loan mới sinh nên ông lại phải vào đón Loan về quê nuôi nấng tiếp. Lần này để giáo dục cô cháu gái, ông bà nội phải thay nhau trông nom, thiết quân luật, không được ra khỏi nhà khi chưa xin phép và phải làm nhiều việc nhà để không có thời gian rảnh rỗi tụ tập bạn bè. Trong thời kỳ hội nhập với thế giới, cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, mỗi người, mỗi gia đình đều có thể dễ dàng có những phương tiện truy cập Internet. Điều đó vừa tạo thuận lợi cho việc tiếp thu những tinh hoa văn hóa, thông tin hữu ích, nhưng đồng thời cũng là mối hiểm nguy khi người sử dụng không biết chọn lọc thông tin. Trong khi mạng xã hội của chúng ta chưa được quản lý triệt để, có rất nhiều thông tin gây ảnh hưởng đến tâm lý, nhân cách và cả phong cách sống của người chơi, đặc biệt là giới trẻ. Với tâm lý lứa tuổi thanh thiếu niên chưa phân biệt được cái tốt, cái xấu, và với bản tính tò mò thích khám phá cái mới lạ, không được định hướng cũng như chưa biết tự kiểm soát, dễ dàng bị hấp dẫn và hòa nhập theo những lời nói, hành vi lệch chuẩn này. Điển hình đó là giới trẻ đang có xu hướng quan hệ tình dục ngày càng sớm, xu hướng sống nhanh, sống gấp, sống hưởng thụ, dẫn đến sự lệch chuẩn trong quan hệ đạo đức. Ứng xử xã hội hay quan hệ nam nữ đang có chiều hướng gia tăng. Biểu hiện dễ thấy là tình trạng yêu cho vui, góp gạo thổi cơm chung, sống như vợ chồng của nhiều cặp đôi sinh viên đi học xa nhà. Theo một nghiên cứu tại một số trường nội và ngoại thành Hà Nội, thì có khoảng 10% học sinh đã từng quan hệ tình dục. Tính đến lớp 12 thì con số là 39%. Cùng với xu hướng quan hệ tình dục sớm, tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên từ 15 đến 19 tuổi của Việt Nam hiện bị xếp vào hàng cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới. Tính trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi từ 15 đến 19. Nhiều em đã nạo hút thai nhiều lần. Bên cạnh đó, chúng ta dễ dàng bắt gặp một bộ phận sinh viên đang có lối sống vị kỷ, thờ ơ với các phong trào thanh niên, phong trào sinh viên. Họ còn coi trọng giá trị vật chất hơn giá trị tinh thần, quan tâm những lợi ích trước mắt hơn những lợi ích lâu dài, thích sống hưởng thụ, dễ dao động trước hoàn cảnh, thiếu kiềm chế, dễ nản chí khi gặp khó khăn. Nhiều thanh thiếu niên ham chơi, bỏ học giữa chừng, sa đà vào các tệ nạn xã hội, thậm chí là tụ tập băng nhóm, trộm cắp, hành xử kiểu giang hồ, gây rối loạn trật tự công cộng. Thủ phạm của các vụ đánh nhau, giết người xảy ra hiện nay đa phần là học sinh, sinh viên tuổi vị thành niên. Mục đích của họ chỉ để phục vụ nhu cầu trước mắt của mình như ghen ghét, trả thù, hay vì một chút lòng tham mà trộm cắp, cướp giật tài sản. Giới trẻ là lớp người tiếp cận nhanh nhạy về cái mới. Đa số người trong độ tuổi này tiếp thu cái mới theo hướng tích cực, nhưng một bộ phận lại chưa biết chắt lọc những điều tốt đẹp mà tiếp thu, dung nào cái xấu, cái tiêu cực do nhận thức, tầm hiểu biết, kinh nghiệm sống còn hạn chế. Ngoài ra, nhiều thanh thiếu niên học theo lối sống không chuẩn mực của người lớn, bị ảnh hưởng bởi phim ảnh có nội dung thiếu lành mạnh trên một số trang mạng, đã dẫn đến những biểu hiện lệch chuẩn trong đạo đức, lối sống, hành vi. Gia đình và xã hội sẽ góp phần định hướng, điều chỉnh, hướng dẫn giới trẻ nhận biết được đúng sai, từ đó có điều chỉnh nhận thức và hành động một cách đúng đắn. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tình trạng gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể chưa thật sự quan tâm, coi trọng đúng mức đến giáo dục, dìu dắt, chỉ bảo đối với thanh thiếu niên. Phụ huynh nên quan tâm hơn nữa tới con cái, uốn nắn con từ phát ngôn, cách ứng xử đến định hướng chúng có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Nhiều trường học chỉ chú trọng phần học văn mà bỏ qua phần lễ, coi trọng giáo dục kiến thức mà xem nhẹ giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chúng tôi cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại Hồng Nhung với rất là nhiều những câu chuyện hay và hấp dẫn khác nữa sẽ được phát sóng trong chuyên mục Blog Tâm Sự của những số phát sóng tiếp theo trên kênh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.